Hello mọi người, mình là Liêm. Hiện nay mình đang bỏ phố về quê để công việc ở thành phố. Bây giờ lương nó cũng thấp do bão suy thoái. Bây giờ mình suy nghĩ rồi, mình sẽ bỏ về quê. Quê thì yên bình, thoải mái, đầu óc mình hơn, tâm trí mình hơn để mình làm những việc khác nữa. Làm ở thành phố thì lương nó cũng không có bao nhiêu hết. Thôi, mà chi phí thành phố thì nó lại cao nữa. Ở quê mình thì cũng có công việc, nó lương bằng thì mình quyết định bỏ phố về quê. Cùng bỏ phố về quê cùng mình nha. Đây nè, mọi người thấy chưa? Cái cảnh đó, quê đó. Sinh ra thì bắt buộc chúng ta phải đi làm, chứ sinh ra mà không đi làm sao có tiền ăn, lo cuộc sống đúng không các bạn? Ở những cái content nó độc hại kinh khủng. Rồi content là bằng đại học là vô dụng. Chẳng có bằng đại học nào vô dụng hết, chỉ có con người nó vô dụng thôi, đúng không? Nhưng mà phải chọn cái ngành kỹ, như xác định mình mạnh thế nào, phải chọn cho thật kỹ con đường mình đi. Nhớ học tiếng Anh rồi nha các em. Mọi người không có tiếng Anh là bất lợi lắm, giờ ở đâu cũng cần ngoại ngữ hết. Cố gắng từng ngày học nha. Ba, đây là vlog đầu tiên của mình, hãy đăng ký và ủng hộ mình. Giảm 100 kg trong bao giờ mình cũng không biết nữa.